100 người dân ở thành phố Thủ Đức thử nghiệm tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Hai người Trung Quốc đột nhập nhà đồng hương trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng. Ông Biden khẳng định không sai khi nói Facebook giết người vì lan truyền tin giả. Câu chuyện bánh mì không phải thực phẩm và phản ứng của cộng đồng mạng. Câu chuyện bốn mẹ con đạp xe về quê và cái kết đẹp. Chế tạo xe chống dịch mang thực phẩm đến với người dân phong tỏa. Indonesia phản bác dùng sữa tinh trùng dừa tươi để trị Covid-19. Phuket quyết tâm duy trì mở cửa du lịch dù ghi nhận hơn 800 ca Covid. Xin chào, tôi là Trung Thành. Và tôi là Khánh Uyên. Và chúng ta đến với chương trình Cà phê trưa được phát sóng vào lúc 11:45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và app Netlove. Và đừng quên xem lại chương trình vào lúc 12 giờ phát lại trên YouTube Netlove. Chương trình Cà phê trưa là một chương trình sẽ mang lại những câu chuyện thật bất ngờ, thú vị cũng như là những câu chuyện mang đầy tính nhân văn đến từ Việt Nam và cả quốc tế. Không biết các bạn còn chờ gì nữa mà không hớp ngay một miếng cà phê và chúng ta hãy cùng theo dõi thông tin của chương trình thôi. 100 người dân thành phố Thủ Đức thử nghiệm tự lấy mẫu xét nghiệm Covid tại nhà. Nhằm giúp giảm tải cho ngành y tế thành phố kịp thời phát hiện các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng dân cư, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm hướng dẫn cho 100 người dân tại khu chung cư Master đi Thảo Điền, thành phố Thủ Đức tự lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả người dân khi tham gia buổi tập huấn và triển khai thử nghiệm đều phải tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế và tập trung lắng nghe hướng dẫn từ nhân viên y tế. Sau khi thử nghiệm, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức sẽ đánh giá hiệu quả và triển khai trên địa bàn toàn thành phố Thủ Đức trong thời gian tới. Người dân tham gia thử nghiệm cho biết việc tự lấy mẫu xét nghiệm được nhân viên y tế hướng dẫn rất cẩn thận và chi tiết cách lấy mẫu bệnh phẩm sao cho đúng nhất, cũng như quy trình tự xét nghiệm nhanh COVID tại nhà cho người dân. Hai người Trung Quốc đột nhập nhà đồng hương trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Quang Bao Quang, sinh năm 1983 và Chen Xiao Li, sinh năm 1994, cùng quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, về hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Chen Xiao Li làm đầu bếp tại căn hộ của ông Chen Zi, nên thông thạo mọi ngóc ngách và biết ông Chen Zi có nhiều tiền để trong chiếc cát sắt nhỏ đặt trong phòng ngủ ở tầng 2 căn hộ. Chen Xiao Li bàn với Wang Bi Wang, lợi dụng lúc ông chủ vắng nhà thì đột nhập vào bên trong lấy cát sắt, chiếm đoạt số tài sản bên trong gồm 11.000 đô, 700 triệu đồng, hai đồng hồ trị giá khoảng 500.000 nhân dân tệ cùng với nhiều ngoại tệ của các nước khác với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ông Biden khẳng định không sai khi nói Facebook giết người vì lan truyền tin giả. Trong bài phát biểu hôm 19 tháng 7 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông mong các mạng xã hội sẽ hành động để cứu mạng người dân thay vì tự ái bởi phát ngôn trước đó của ông. Trước đó, trả lời báo chí ngày 16 tháng 7, Tổng thống Biden chỉ trích các trang mạng xã hội giết người khi không thể kiểm soát tốt thông tin được cho là có hại về đại dịch Covid-19. Tuyên bố trên nhanh chóng vấp phải phản ứng của các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, khi hãng này lên tiếng khẳng định hãng đang giúp đỡ người dân toàn cầu tiếp cận nguồn thông tin có các kiểm chứng về vaccine Covid-19. Vấn đề tranh cãi này nổi lên giữa thời điểm số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tăng vọt ở những người chưa tiêm chủng. Trong phát biểu này, ngày 19 tháng 7, Tổng thống Biden khẳng định là ý của ông chính xác là những gì ông đã nói. Tuy nhiên, ông cho biết mục đích của tuyên bố này là để tăng sức ép, buộc các công ty trên hành động. Chính quyền Mỹ đang siết chặt thông tin sai lệch về độ an ninh và an toàn hiệu quả của các loại vaccine nhằm giải quyết tình trạng từ chối tiêm chủng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay. Đây là câu chuyện về bánh mì không phải thực phẩm và phản ứng của cộng đồng mạng. Thì vài ngày vừa qua, câu chuyện bánh mì không phải là thực phẩm đã lan truyền và xây xôn xao trong cộng đồng mạng, đặc biệt là trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tâm lý mọi người đang rất là mệt mỏi, căng thẳng, thì sự việc càng khiến những chỉ trích, bức xúc ngày càng lớn hơn. Sự việc được tóm tắt như sau. Khoảng 15:30 ngày 18 tháng 7, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Hòa chặn xe máy của anh Trần Văn Em, ngụ huyện Diên Khánh. Lúc này, anh Trần Văn Em giải thích xin ra ngoài để mua bánh mì, nước uống và trình giấy ra vào cổng do công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng An Đại thành cấp. Tuy nhiên, cán bộ chỉ huy tổ công tác cho rằng mua bánh mì, nước uống không phải là nhu cầu thiết yếu, vì cán bộ cho rằng bánh mì không phải là thực phẩm. Lương thực ở đây là gạo, rau củ, mắm, thịt cá, còn bánh mì chỉ là thức ăn. Vị này quyết định giữ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, xe máy và yêu cầu anh Trần Văn Em đến phường làm việc khi hết giãn cách. Vụ việc đã làm anh Văn Em bị công ty cho nghỉ việc tạm thời. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, vị chủ tịch phường với phát ngôn gây sốc này cũng đã bị đình chỉ công tác và đang xem xét hình thức kỷ luật. Chủ tịch thành phố Nha Trang đã gửi thư xin lỗi anh Trần Văn Em, chỉ đạo phường trả xe, giấy tờ và không tiến hành xử phạt hành chính. Công ty của anh em ngày hôm qua 20 tháng 7 cũng đã gọi điện thông báo anh đi làm lại. Điều đáng chú ý ở đây là sau khi mà sự việc đưa lên mạng, thì đa số là những bình luận chỉ trích vì cán bộ này. Nhiều người còn làm ảnh chế, nhạc chế, thậm chí là thay đổi định nghĩa bánh mì trên Wikipedia rằng đây không phải là thực phẩm. Em nghĩ như thế nào về chuyện này? Sau khi em đọc cái tin này thì em cũng có một cái thắc mắc là
thì lương thực thực phẩm cũng chính là thức ăn mà. Yep. Cái người quan chức này họ có một cái sự lệch lạc trong thông tin nên là mới xảy ra tình trạng như vậy. Có thể đối với ông ấy thì đó là không phải là thực phẩm, nhưng mà đối với anh này thì anh đó muốn ra ngoài đói bụng thì mua bánh mì về ăn, rồi mua nước thì đó là cái vấn đề bình thường mà. Mấy hôm nay là phản ứng của dân mạng rất là tiêu cực, người ta chửi rất nhiều và đăng rất nhiều status bình luận rất tiêu cực về hoạt động của lực lượng phòng chống dịch theo kiểu quơ đủ cả nắm. Các bạn hiểu không? Ở đây chỉ là một cái trường hợp là gọi là sâu lọc nồi canh thôi. Các bạn nếu còn được đang ở một nơi có quạt, có điện, gọi là có mái che nắng, không bị mưa này nọ, các bạn nên cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì bên ngoài kia những người ở bên tuyến đầu, những lực lượng chức năng, người ta vẫn ngày đêm đang ở ngoài nắng, đang gồng hết sức mình ra để mà bảo vệ chúng ta. Thì chúng ta thật sự đang hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Đôi lúc em cũng muốn đi ra ngoài để em mua những cái đồ ăn, nhưng mà nghĩ lại là nó cũng chắc là nhiều khi em cũng sợ á, khi mà mình ra ngoài mua rồi mình người ta hỏi mình muốn mua cái gì thì khi mà mình nói ra thì nhiều khi em cũng sợ là sẽ bị hốt. Dạ không sao đâu em, bây giờ ngay thời điểm này mà có người hốt em nên mừng. Hốt là hốt, bắt đi á. Bắt đi vậy đó, tại em nói em được có người hốt anh vui cho em. Và câu chuyện tiếp theo mà em muốn mang đến cho anh Thành cũng như là quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa là một câu chuyện cảm động về việc bố mẹ con đã đạp xe từ Đồng Nai về quê ở Nghệ An. Cụ thể vào chiều 19 tháng 7, lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm soát Trung Mỹ thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đã bắt gặp bốn mẹ con đi trên hai chiếc xe đạp về quê. Họ đều là người Nghi Lộc ở Nghệ An thì đã vào huyện Trảng Bom làm việc hơn một thời gian dài. Tuy nhiên dịch Covid kéo dài thì làm cho bốn mẹ con thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống nên quyết định về quê bằng xe đạp. Và trong vòng 11 ngày đạp xe, bốn mẹ con đi được quãng đường khoảng 282 cây số từ Trảng Bom đến Ninh Phước, Ninh Thuận. Trung bình mỗi ngày đi được khoảng 25,6 cây số. Nếu đạp xe với tốc độ này, bốn mẹ con chị sẽ phải mất thêm gần 40 ngày nữa mới về đến nhà. Ôi trời đất ơi, đây là một quãng đường khá là dài đối với một cái gia đình mà có bốn mẹ con cùng nhau đạp xe như vậy. Và khi mà thông tin này được đăng tải trên báo chí thì chúng ta đã có thêm một tin vui sau những cái cảm xúc mà buồn lo lắng cho gia đình này. Thì đó là có một mạnh thường quân là ông Nguyễn Xuân Quân. Mạnh thường quân tên Quân luôn nha mọi người. 35 tuổi, cũng quê Nghệ An, đang làm việc tại Ninh Thuận. Thứ trùng hợp là một người đồng hương Nghệ An, nhưng đang làm việc tại Ninh Thuận là nơi mà bố mẹ con đang vừa mới tới. Đã liên lạc và hướng dẫn bố mẹ con vào khu vực ga Tháp Chàm để hỗ trợ mua vé tàu về quê. Cảm động quá đi. Em nghe mà nổi da gà luôn nè. Tại đây, ông Quân đưa bốn mẹ con vào trạm y tế Tháp Chàm để xét nghiệm nhanh với Covid-19. Và rất may mắn là bốn người đều các bạn âm tính với Covid-19. Ông Quân mua bốn vé tàu loại giường nằm, tức là vé phòng riêng cho bốn người loại giường nằm, và sẽ xuất phát vào trưa ngày 21 tháng 7 lúc 12 giờ để trở về quê. Nếu như em là một người có hoàn cảnh khó khăn và em gặp một câu chuyện như vậy thì tất nhiên là sẽ có nhiều người hỗ trợ em. Thì người ta có câu là người Việt Nam chúng ta là hay lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát. Lá nét. Đùm lá tả tơi. Đúng rồi, lá tả tơi. Đùm lá lát bát. Lá tả tơi thôi vậy còn nguồn rồi. Ngoài cái người Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ với tàu thì đã cũng có rất nhiều bạn đọc, cũng rất nhiều khán giả đã liên hệ để gửi tiền, gửi quà về cho bố mẹ con này. Đã gọi điện và liên hệ luôn nhưng họ không nhận. Tại sao? Họ từ chối tất cả và xin nhường lại cái phần này giúp cho những người khó khăn khác. Bởi vì mục đích thật sự của họ là chỉ được muốn được về quê thôi. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Chúng ta có những câu chuyện vui nhưng mà bên phía sau nó thì chúng ta vẫn còn thấy là vẫn còn rất nhiều trường hợp hiện nay là không thể về quê. Trường hợp đúng nghĩa là gọi là tiến phá lưỡng nan luôn á. Vì Covid là nếu ở lại thì không có gì để làm, mà tiền cái gì cũng phải đóng, cũng phải đóng tiền trọ, tiền ăn uống này nọ. Mà về quê thì cũng không thấy được bởi vì không còn xe để di chuyển, cũng như là không có cách nào về quê hết. Nếu đi bộ thì bao giờ mới về tới. Thật ra thì em nghĩ đây là một cái vấn đề nan giải mà em cũng có thể thấy được là sự nỗ lực của phía chính phủ nhà nước đang cố gắng giải quyết cái vấn đề này. Thì em cũng được biết là có những chuyến xe từ thiện nè, họ đang bắt đầu triển khai những cái chuyến xe đó để đưa người dân trở về quê của mình thông qua đội những cái đội hỗ trợ những người khó khăn nè, những cái mạnh thường quân nè, những cái tổ chức mà từ thiện mà họ đang cố gắng nỗ lực để làm được cái việc đó.
Và tin thứ ba mà em muốn đem đến cho anh Thành và quý vị khán giả của Cà Phê Trưa là chế tạo xe chống dịch mang thực phẩm đến với người dân ở các khu phong tỏa. Wow, ngày xưa anh từng nghe xe chống đạn, xe chống bom, bây giờ lại nghe xe chống dịch. Để góp phần vào việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân trong khu vực phong tỏa, thì anh Nguyễn Vĩnh Duy ở huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã chế tạo ra chiếc xe chống dịch có gắn tấm chắn giọt bắn bao quanh. Mình đang đeo cái tấm chắn ấy nè. Bây giờ sử dụng cái tấm này để bao hết chiếc xe luôn anh hả? À, vậy giống như kiểu chiếc xe trong mấy cái zombie giống như gắn mấy tấm thép mà chúng ta. À, ta là lúc đó là những chiếc xe đó là chống thép, còn những chiếc xe là bọc thép, còn mình là chống giọt bắn. Wow. Chiếc xe đặc biệt này được anh Duy và nhóm thợ tại xưởng cơ khí của anh ở huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh chế tạo trong vòng 3 ngày. Sau khi hoàn thành, xe được chuyển đến quận Bình Thạnh để hỗ trợ cho việc vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con trong khu vực phong tỏa. Oh. Anh Duy cũng cho biết đây là lần đầu tiên anh mua loại xe 4 bánh địa hình ATV. Sau đó thì anh đã chế tạo phần khung đặc dụng gắn các tấm chắn giọt bắn, lắp đặt thêm dàn loa nè, mic nè, đèn chớp nè để tiện thông báo cho bà con trong các khu vực phong tỏa. Wow. Và tổng chi phí thực hiện chế tạo xe này đố anh là bao nhiêu? Em có biết không, anh dốt phải nhưng mà anh cũng dốt tính tiền luôn đúng không? Đúng rồi, giờ anh làm gì đó ha. Thì cái tổng chi phí phụ kiện để chế tạo xe này thì khoảng là 39 đến 40 triệu. Giờ là anh đoán đã đúng rồi. Anh đoán dưới 50 triệu. Và đố anh thêm một lần nữa gỡ hòa nha, là mỗi lần xe vận chuyển thì có khoảng bao nhiêu đơn vị tính số lượng thực phẩm? Theo anh nhớ là xe ATV là xe đi địa hình nè, đường đồi cát nè, cho nên là nó chở tối đa là khoảng 300 kg tính luôn người. Thì chiếc xe đó được độ chế lên đồi nọ tính luôn người là khoảng 100 kg, vậy xe sẽ chở được khoảng 200 kg. Đó là một con số chính xác. Easy. Nhưng mà con số này chỉ bao gồm là 200 kg thực phẩm thôi. Yeah. Chưa có tính người trong đó nha. Yeah. Nghĩa là một lần anh này chở đi cung cấp cho những người dân ở trong khu vực phong tỏa thì anh sẽ chở tới 200 kg thực phẩm. Yeah. Sau khi vận chuyển thì xe sẽ được xịt sát khuẩn để đảm bảo an toàn chống dịch. Thì như các bạn cũng đã biết thì địa hình ở Thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều con hẻm rất là nhỏ, giờ xe ô tô không thể vào được. Xe ba gác thì có thể lách vào một tí, nhưng mà nếu mà chở đồ nhiều sẽ không thể nào tiện dụng được. Thì cái người đàn ông này đã tạo ra một chiếc xe rất là hữu dụng và thực sự an toàn để hỗ trợ đưa lương thực phẩm cho người dân. Anh chia sẻ là tôi thấy những người giao hàng phải mặc đồ bảo hộ cấp 4 mới dám vào trong hẻm, để vì phát cơm bằng tay cũng cực quá. Cho nên là tôi muốn làm một chiếc xe có kích cỡ vừa đủ, có lồng kính để cách ly với môi trường bên ngoài và gắn thêm các phụ kiện phù hợp để vận chuyển hàng. Xe may mắn cũng được một người tốt tài trợ. Các anh em trong xưởng quyết định dừng mọi hoạt động sản xuất để nhanh chóng hoàn thành phục vụ bà con. Thì đúng nghĩa là một chiếc xe nhỏ nó có thể đi được trong tất cả các con hẻm của thành phố. Đi vô đi ra có số dè luôn nè, như xe hơi luôn, có số dè luôn. Không cần phải quay đầu mọi người, không sợ phải quay đầu như xưa nữa. Càng gặp khó khăn thì con người ta lại càng nghĩ ra những thứ giải pháp để có thể giải quyết được những vấn đề đó và vượt qua cái khó khăn đó. Và thậm chí bằng những cách mà chúng ta không thể ngờ tới được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thông tin quốc tế. Indonesia phản bác dùng sữa tiệt trùng vừa tươi để trị Covid-19. Wow. Anh thấy giờ này Indonesia có rất nhiều thông tin rất là thú vị luôn em. Vậy hả? Mới đây thôi này, anh thấy có tin một đại sư của Indonesia đã thử chứng minh Covid không tồn tại bằng cách hít hơi thở của cái người đang bị nhiễm Covid vô. Đó, anh hít khí thế luôn. Rồi dẫn đi rồi. Nhưng mà... một sự thông minh IQ vô cực. Bộ Y tế Indonesia đã cảnh báo về những thông tin sai lệch sau khi người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm, thức uống và các gia vị với niềm tin rằng những thứ này có thể ngăn được bệnh và chữa được Covid-19. Đặc biệt, thông tin về các món như sữa tiệt trùng, dừa tươi, vân vân có thể ngăn nhiễm bệnh và chữa được Covid-19 đang lan truyền trên các nền tảng xã hội dẫn đến nhu cầu tích trữ cao và giá tăng. À, vậy là họ đang áp dụng mấy câu là chữa bệnh bằng niềm tin. Không, em không nghĩ vậy. Em nghĩ là họ, hồi nãy anh có đọc một cái câu là ngăn ngừa. Đúng thì rồi. Nghĩ là họ đang tích trữ những cái lương thực thực phẩm đó để họ ăn uống đầy đủ để họ có sức khỏe và họ ngăn ngừa cái Covid đó. Đúng, đúng không? Không họ có cái niềm tin là giống như người ta chỉ cần ăn cái đó vô tâm bất tử. Thì các chuyên gia y tế lo ngại rằng tác dụng phụ tiềm ẩn khi dùng quá nhiều những thực phẩm nói trên, đồng thời lo ngại người dân sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan trong phòng dịch khi nghĩ mình đã được bảo vệ nhờ dùng những mặt hàng này. Đó, thấy không? Tự tin thái quá đó. Khi nhu cầu tăng đột biến thì một số đại lý đã nắm bắt được cái phần đó và họ bắt đầu cho tăng giá các sản phẩm sữa hay là dừa tươi đó lên gấp 5 lần. Ngon lành. Như là thu bội tiền luôn đó. Làm giàu không khó. Quá nhưng... đặc biệt theo các nhà nghiên cứu, sữa tiệt trùng và dừa tươi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tại Indonesia.
Trên mạng xã hội và nhiều ứng dụng tin nhắn khác đang có nhiều thông điệp lan truyền về các mặt hàng chữa trị COVID-19 mà không có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả. Điều này có thể lý giải lý do Indonesia đang là vùng dịch với hơn 2,9 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 74.900 ca tử vong. Hệ thống y tế quá tải và không có dấu hiệu gì là đại dịch sẽ kết thúc hết. Người dân đang tự trở nên tuyệt vọng hơn và đang tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình bằng những niềm tin mù quáng. Dù đã ghi nhận hơn 800 ca bệnh COVID-19 với hầu hết là người địa phương, đảo du lịch Phuket của Thái Lan vẫn duy trì chương trình mở cửa du lịch. Đảo này chỉ tăng cường các biện pháp phòng dịch nhằm giữ tình hình trong tầm kiểm soát. Anh có biết những cái tin tức gần đây của kênh Việt Nam Tất Niêu mình á, là đưa ra những cái thông tin là Thái Lan đã quyết định là sống chung với dịch. Khi mà họ quyết định mở lại cái bãi biển đẹp nhất của Thái Lan là Phuket, mở cửa ra. Và quyết định là đón tất cả các khách quốc tế đã được tiêm chủng vaccine rồi hoặc là được xét nghiệm COVID tới để tham quan. Dạ thì có thể đây là một thông tin mà Khánh Nguyên và các bạn khán giả có thể đã biết hoặc là chưa biết. Thì ở châu Âu là họ đã quyết định là sẽ sống chung với dịch luôn. Bởi vì cái đại dịch này theo các nhà khoa học báo cáo á, có thể sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được. Mà nó sẽ có tạo nhiều biến chủng khác nhau. Tại sao nghe hoang mang quá vậy? Dạ, rất hoang mang, nhưng mà họ vẫn đang tích cực ra những cái loại vaccine mới có thể kháng lại nó. Tổng cục du lịch Thái Lan đang cố gắng thuyết phục phần còn lại của thế giới rằng dù tình hình COVID-19 nói chung ở Thái Lan xấu đi thì Phuket vẫn là một nơi an toàn để ghé thăm. Bởi vì thật ra thì em cũng nghĩ là cái việc mà đưa khách quay trở lại với Phuket, nhưng mà những người khách đó bắt buộc là phải có giấy xét nghiệm đã tiêm chủng vaccine hoặc là được xét nghiệm âm tính như thế nào đó, thì để sau đó thì họ mới được tiến vào trong sâu vào bên trong Thái Lan. Thì em nghĩ đây là cũng là một cái em không dám nói là chính xác, bởi vì hiện tại thì với cái tình hình này thì không có cái gì là chắc chắn cả. Thì họ đang, thật ra thì họ vẫn đang làm tốt cái công việc kiểm soát số người mắc COVID-19, đặc biệt là khách quốc tế khi họ tới Phuket. Tổng cộng số 807 ca COVID ghi nhận từ ngày mở cửa là ngày 1 tháng 7 này, thì tổng số lượng du khách nước ngoài bị phát hiện dương tính với COVID là chiếm con số rất nhỏ, là chỉ có 16 bệnh nhân. 16 trên 807 thì cũng không phải là quá cao. Bởi vì em có một nghe một cái tin trước đây là khi mà Thái Lan họ quyết định là sẽ mở cửa vào Phuket, bởi vì lý do là nền kinh tế Thái Lan đã sụt giảm xuống mức thấp nhất chưa từng có trong lịch sử của đất nước họ. Còn tôi là người đam mê du lịch bằng xe máy thì tôi cũng hiểu cái tâm lý các bạn là rất là muốn đi, không chỉ trong nước mà còn quốc tế nữa, tôi rất muốn đi rất là nhiều nơi. Nhưng các bạn ơi, đây chỉ thị 16 về khách xã hội, ai ở đâu thì đó đừng đi, đi cũng bị cách ly mà về cũng bị cách ly. Vậy thôi mình đợi hết cách ly rồi mình đi. Đúng rồi, đợi hết cách ly rồi đi. Hoặc các bạn có thể tải các hình ở trên mạng á, xong ngồi ở nhà mình tập làm Photoshop, mọi người mình ghép vô, mình mặc đồ giống vậy đó, mình xong chụp hình vô, ô ta đang ở Hawaii rồi đó các bạn. Đó một kiểu gọi là trang điểm cái tinh thần, giải tỏa stress đó, giải những cái mong muốn để thỏa mãn những cái nhu cầu đi du lịch của dân hay đi phượt.